Một trận cờ xứng đáng là siêu kinh điển giữa Lại Lê Huynh của kỳ đàn Việt Nam và Dương Thành Thiếu soái Lữ Khâm của kỳ đàn Trung Hoa, hay tới mức khán giả khó lòng mà rời mắt được. Ở trong cuộc này, Huynh cầm đỏ, đóng pháo vào trung lộ, còn Lữ Khâm mã tám đã thấn bảy. Thấy vậy, Huynh dấu chốt ba ngay, chủ động để lựa chọn bố cục cho mình. Lữ Khâm lấy sứ bình tám chờ đợi. Sau khi Huynh đưa ngựa lên, quyết định của Lữ không phải lấy pháo để tạt biên trở thành tam bộ hổ, mà đã lựa chọn tiến chốt còn lại, thành ra là một đối trận cơ bản. Huynh đưa C1 bệnh 2, Lữ lúc này nhảy mã vào trong, thì Huynh ném mã ra biên ải. Trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã, quyết định của Lữ Khâm tưởng 3 đã tiến 5. Thay vì nước cờ này hoặc là dùng chốt biên tiến 1 cũng là một biến cờ khá thông dụng. Còn tới đây Huynh C9 tiến 1 để nhập cuộc. Lữ Khâm C4 tấn 5, chuẩn bị là gì có thể xuất chủ lực vào mạn sườn ngay. Thấy vậy Huynh lấy C9 bình 7, cũng là một nước cờ hoàn toàn quy củ, để chuẩn bị có thể dùng chốt 7 tấn 1 kích đổi rồi đưa xe của mình nhập cuộc. Lữ Khâm phóng ngựa lên để có thể giải quyết. Tới đây Huynh dùng pháo tấn thẳng qua hà. Cũng bởi vì vậy mà cuộc cờ đã sớm trở nên khá khốc liệt. Nghĩ là gì, tới đây hẳn về phía của Lữ Khâm còn có cách dùng chốt 3 tấn 1 lấy mã này truy đuổi. Làm như vậy e rằng không thể nào phát huy được tác dụng, mà sẽ bị Huynh đánh rất một loạt đòn nằm trong thế cảm bẫy cơ bản. Đầu tiên là gì, dùng pháo này chém chốt ngay. Rất vất vả để có thể Lữ Khâm giữ được quân chốt 3. Nếu lựa chọn là bình vào không ổn, tại vì xe của Huynh chỉ cần theo vây đuổi. Pháo này kê sang, thế Huynh lấy pháo 5 bình 6 đủ để bắt gọn, tức là mã 4 buộc phải rút chạy. Lại quay về, pháo này sẽ tiêu đổi. Sĩ Dương lại chém luôn cả chốt bác sĩ. Tới đây C4 quay về thì binh sẽ tràn qua hỏa, là một thế quân mà Huynh đã hoàn toàn áp đảo. Còn hướng cờ thứ hai, tức là tìm cách giữ lại chốt đã qua hà, ví dụ dùng chốt này tấn 1 để tiêu diệt, thì mã 9 tấn 7 cũng có thể nhập cuộc. Nếu như tiêu đổi sớm thì C7 tấn lên hai nước. Cả một cánh bên kia Lữ Khâm rất khó để giải, chính là tiên thủ của Lại Lê Huynh. Còn nếu như lựa chọn C1 bệnh 3 thì đơn giản C7 chỉ cần bệnh 8 mời đổi. Việc này đã sớm bắt buộc, mã 4 này tiêu diệt thì pháo 2 mất mạng. Nước tiến tiếp tục của Huynh chính là đòn dùng pháo có thể chém chết tưởng. Kinh thành của Lữ Khâm cũng chẳng mấy chốc mà tan tác cả. Bởi vậy, đó cũng chính là cơ sở của đòn cờ tiếp tục trong thực chiến. Lữ Khâm dùng binh 7 tấn 1, thoát trước vậy, và Huynh đưa chốt để tấn 1, tưởng 5 tiến 7. Giờ đoạn là gì? Dùng pháo quay về đánh đuổi ngay. Mã 4 nếu như rút chạy, nạn nhân còn lại chính là tưởng trên cao. Cho nên Lữ Khâm đã gấp rút lấy C1 bệnh vào chân sườn để hỗ trợ, mong qua khỏi hiểm cảnh. Những chuyện chẳng hề dễ dàng, Lại Lê Huynh bệnh xe sang níu vào điểm này. Lữ Khâm nếu như để nguyên vậy thì mã mất mạng, mà mã nhảy đi cũng tàn tưởng. Sau khi màn kích đổi xe, Lữ Khâm cũng 7-8 phần nguy ngờ, cho nên phò 8 dâng lên cửa hà mới có thể giữ nổi. Và Huynh lấy C2 tấn thẳng ngay. Lữ Khâm tượng 7 đã tấn 5, rồi Huynh quyết định mở chốt biên của mình. Kiểu gì thế quân bị giam cầm kiểu này, Lữ Khâm cũng phải tìm cách để hóa giải. Lựa chọn của ông dùng mã 4 quay về đường 3 để có thể mời đổi. Võ Huynh đã sớm chấp nhận, sĩ này tiêu diệt, rồi đoàn vác pháo của mình rút chạy và lại tít một mạch về hàng tuyến của mình. Lữ Khâm mã 3 tiến đường 4 ngay. Thấy vậy Huynh lấy pháo 8 bệnh 3 núp vào sau lưng ngựa để chuẩn bị cho việc dùng pháo có thể ngấm ngầm đe dọa vào mã 7 về sau này. Lữ Khâm đã bổ sĩ lên phòng thủ. Rồi Huynh mã 9 tiến 8 ngay. Họ Lữ tới đây lấy C6 để có thể nhập cuộc. Thấy vậy Huynh đã dùng mã này tiêu đổi. Pháo của Lữ ắt là phải quật sang. Đoạn là gì, đảo cờ rất ngoạn mục, lấy C2 bình 8 nhòm lấy pháo 2. Pháo của Lữ lại khép vào mọn sườn. Tiếp tục là dùng mã này xua lên để có thể vây đuổi. Pháo cửa hà chính là mục tiêu. Lữ Khâm pháo 4 bệnh 5 tạo ra cuộc đổi gần như không thể nào tránh khỏi. Tới đây Huynh bệnh pháo còn lại sang để kê đổi chủ lực trước. Xe của Lữ tất nhiên là phải tạt đường 8. Nhưng có vẻ đây cũng là một thời cơ mà Huynh đã tính toán rất vẹn toàn. Dùng pháo 4 bệnh sang tạt biên. Chuyện là gì? Hàng tiến sĩ tưởng của Lữ Khâm không phải đã quá tròn trịa, cho nên tiếp tục là chỉ cần vin vào một điểm, pháo có thể vượt được một chốt. Chắc chắn thế công đã hiện ra ngay tức thời.
mà Lữ Khâm không hề có cách nào để ngăn cản việc này cả. Cơ hội của Lữ Khâm là xích pháo tiêu đổi. Đổi càng nhiều thì xác suất hòa cuộc sẽ càng cao. Tượng 7, tấn 5, Lữ lại tấn xe thẳng lên để giam cầm. Để giải quyết việc này có vẻ không thể nào dễ dàng đối với Lại Lý Huynh. Khi mà ngựa phóng đi cửa nào thì xe cũng mất mạng cả. Cho nên trước sau gì cũng phải tìm ra phương án mà thông đổi, chỉ với pháo và ngựa còn lại. Làm sao mà Huynh có thể đủ khả năng công sát được? Chúng ta hãy cùng xem những tính toán thông thường này liệu rằng có cơ hội để tiếp diễn. Huynh đầu tiên dùng pháo để chém chốt ngay. Lữ Khâm đã quyết định rời tường về trước, có vẻ để tìm cách để ngăn cản. Tức là Huynh dùng pháo để cắm lên, nếu như tường lúc này mới quay về thì sẽ là cơ hội Huynh có thể dùng xe 8 tấn đáy ngay. Với lúc này thoát thân kịp thời, tại vì trực tiếp dùng pháo đeo vào tường là sát cổ, cho nên chức năng phong tỏa Lữ Khâm không thể nào làm. Còn tới đây âm mưu để thoát như vậy là không thể. Huynh dùng pháo biên lại thoái một. Thứ nhất là nhòm tường, thứ hai là ngăn cản mõ 7 sau này có thể nhập cuộc. Thấy vậy Lữ Khâm mõ 7 rời về biên ải. Tại vì sao Lữ không chủ động dùng tường 7 quay về trung lộ, chắc chắn là có mưu đồ. Tới đây Huynh cũng rất cẩn trọng, dùng sĩ 6 tấn 5 để phòng thủ. Cũng chính là biến đi mà Huynh đã lo lắng từ trước. Lữ Khâm pháo 4 bình 5 để đe dọa, tức là binh trung tâm kiểu gì cũng bị bắt gọn cả. Cho nên Huynh bổ sĩ trước, thật là sâu xa. Tới đây Huynh dùng pháo 9 để chầm đáy ngay. Mặc dù Lữ Khâm có thể dùng pháo này tiêu diệt vào chốt, nhưng đây rõ ràng là một cơ hội để Huynh có thể dùng xe 8 cắm thẳng lên, mai phục, lấy đòn dùng pháo chém tưởng như ban đầu, rồi mở đường cho mã 4 của mình có thể thoát trần. Cho nên, dùng pháo này tiêu diệt lên chốt thì bất lợi. Quyết định của Lữ Khâm đưa tướng quân xuất cung để hóa giải. Xe này mà cầm tiền đáy thì chấp nhận phế luôn cả tường. Khi mà quân ngựa này ra đi, Huynh tất bại. Nhưng cao trào cuộc chiến kể từ đây, Huynh là người rất chủ động, xe 8 lại dâng lên một nước cửa thoát thân đầy ngoạn mục. Mà Lữ Khâm sau một thời gian ngẫm ngợi, lấy xe này tiêu diệt vào mã e rằng không ổn. Khi mà pháo mất mạng thì đã đành. Mà câu chuyện tới đây đang còn trực tiếp đe dọa vào mã đường 7, cho dù có phóng lên cửa nào, quân tưởng phía bên kia cũng không thể nào toàn thây được. Hoặc là sĩ trung lộ, hoặc là binh biên có thể tràn qua được hà. Thế công của Huynh trở nên quá áp đảo, Lữ Khâm không thể nào đủ sức mà cầm cự lâu dài. Cho nên đó cũng là lý do không thể nào tiêu đổi. Lữ Khâm mõ 7 tiến 6 để giữ căn ngay. Và Huynh tiếp tục đưa ngựa của mình rút chạy. Rồi Lữ Khâm lấy xe này chém luôn cả chốt. Xem như một mắt xích nguy hiểm nhất đã không còn. Tới đây dùng mã 6 tiến 5 để tiêu đổi. Sau cuộc thanh trừng này, Lữ Khâm cũng chỉ cần lấy xe diệt về pháo đáy của Huynh. Và mỗi vị chỉ còn đúng một xe, không thể nào đủ sức để chiến thắng được. Cho nên quyết định của Lại Lý Huynh, xe 8 lấy dâng lên để có thể trực tiếp bảo pháo và bắt tường. Tất nhiên không phải là chỉ mỗi tường. Khi tới đây thứ nhất là tường đường 3 không còn cửa chạy, và thứ hai pháo trung tâm cũng đang bị nhòm ngó về lâu dài. Lữ Khâm đưa pháo để xuất ra một nước, chờ đợi cho một nước cờ đánh trả là xe có thể cầm chiếu ngay. Giờ chém thẳng vào sĩ, bắt luôn về mã cửa hà. Huynh đầu tiên dùng pháo tiêu diệt tường, tướng quân leo lầu rồi rời pháo một. Tướng quay về rồi tổ chức để phòng thủ, chính là đòn cờ dùng tường 5 thoái 7. Âm mưu vừa rồi rõ ràng không thể nào triển khai, cho nên Lữ Khâm lại đảo xe sang bắt ngựa ngay. Vỏ Huynh bình pháo kê vào, nước cờ giữ căn đầy khó chịu. Lữ Khâm lấy xe 4 lại bình 1. Rồi tới đây Huynh lại rời xe quay về vài trường. Chuyện là gì bình sang đủ để đánh tử. Khi quân mã đầu 6 hết cửa chạy, Lữ Khâm lại bình pháo sang để có thể ngăn cản. Vỏ Huynh lại tấn xe thẳng lên đe vào binh trung lộ. Lữ lúc này lại rời xe về. Chuẩn bị là gì? Bình xe vào chắc chắn một trong hai không thể nào thoát nổi. Cho nên Huynh đưa pháo bình đường 8 rút chạy trước. Và Lữ Khâm lại điều xe vào vây đuổi. Thế Huynh cũng cứ bỏ mặc mà tấn pháo lên để chiếu tướng ngay. Bắt buộc là tướng quân đối phương phải thượng lầu. Rồi đoàn đưa mã đảo sang cánh bên kia rất ngoạn mục. Đi xuyên qua hàng tuyến phòng thủ rất dày đặc của Lữ Khâm, nhưng Lữ gần như không làm được gì. Tới đây đã lựa chọn xe 4 tấn 1, kích đổi để có thể giữ vào trung binh, là một mắt xích phòng thủ khá quan trọng. Huynh đương nhiên không thể nào chấp nhận khi thế công anh đã gây dựng xong. Tới đây xe 8 lại quay về, chờ đợi cho việc đảo sang hướng bên kia, mặc dù biết nhưng Lữ tốt rằng không có cách nào để ngăn cản.
Dùng binh Nam tiến một, chính là nước cờ thực chiến của Lữ Khâm, lấy xe này mở thông đường để có thể bắt mã ngay. Bỏ mặc vậy, Huynh đã điều xe sang phục sát trước, tức là đòn cờ dùng xe để tấn chiếu ngay. Pháo của Lữ Khâm đã đảo sang hướng bên kia để có thể đe dọa về phía cánh trái của Huynh, cũng như là một đòn cờ giải sát mang tính chất bất buộc. Và tới đây Huynh dùng mã 4 tấn 2 nhảy chiếu ngay tướng quân thượng lầu. Rồi đoạn là gì? Lại đảo xe sang. Hồng câu chuyện là kích đổi, khi mà chiến ngựa đường 2 của mình cũng đã bị pháo đối phương vây giết. Nhưng chắc chắn quân mã đường 6 này Lữ Khâm không có cách nào để giữ lại cả. Quyết định của Lữ Khâm chỉ có thể lấy pháo này tiêu diệt vào mã, và Huynh chỉ cần chém ngựa của đối thủ, tướng quân phải vào. Nhưng tới đây cuộc cờ chính thức kết thúc chỉ sau đúng một lần đi quân nữa của Lại Lê Huynh, chính là việc dùng pháo tháo chạy về một mảnh. Lữ Khâm nhận thấy không tài nào có thể cầm cự, cho nên vội vã để quy hàng. Nguyên cớ vì sao? Rõ ràng là về phía của Huynh chỉ có dư hơn đối phương đúng một tường, nhưng đây là một thế quân rất độc địa. Khi mà binh năm và kể cả quân binh ở đường 3, Lữ Khâm không hề có cách nào để hóa giải. Cái hiểm hóc nhất là tướng quân đã thượng lầu, cho nên việc mất trắng binh năm thì Lữ Khâm sẽ gặp đại họa. Nếu chủ động C4 tấn 1 không đủ khả năng để có thể giữ, khi binh năm của đối phương sẽ vượt sông ngay, chuẩn bị tiếp tục tấn thẳng qua Hà thấy trước mà Lữ Khâm không tài nào ngăn cản. Và kết hợp pháo 8 hoặc là đưa vào trung lộ hoặc là gá vào chân sườn là một con đường tấn công độc đạo mà Lữ Khâm vô phương để chống đỡ. Còn nước cờ trong thực chiến, giả thử rằng Lữ Khâm lấy tướng để xuất lối bên kia rút chạy, thì liệu rằng có đủ ổn khi mà Huynh cứ để nguyên vậy, lấy xe này tiêu diệt chốt đầu tiên, bắt luôn cả chốt còn lại. Nhưng hẳn là không phải chỉ mỗi vậy, khi mà Huynh chỉ cần lấy pháo để vỗ mặt chắc chắn cũng là sát cổ, mà Lữ Khâm đành phải bỏ tay quy hàng, cho nên lại phải dùng tướng quân thoái một, rồi lấy xe này chém luôn cả chốt. Làm sao mà đủ khả năng tiếp tục? Cái hiểm hóc nhất là ngay tại đây, Huynh lại dùng xe 7 tấn lên ba nước để tướng quân đối phương tiếp tục thượng lầu, rồi dễ bề mà công sát hơn. Thấy trước vậy nhưng Lữ cũng tuyệt đối không hề có cách nào để bảo toàn. Một trận cờ hay, một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của Lại Lý Huynh trước một lão tướng giả gân, một kỳ vương lừng lẫy của kỳ đàn Trung Hoa. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.